Thật dễ dàng cài đặt và kích hoạt MyVIP trên điện thoại để có thể giao dịch tài chính mọi lúc mọi nơi mà không cần phải mất nhiều thời gian tới các chi nhánh ngân hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu ngay nào. Đầu tiên, mở Google Play, App Store tùy theo hệ điều hành trên điện thoại của bạn. Tại ô tìm kiếm, nhập từ khóa MyVIP và tải ứng dụng về máy. Sau khi hoàn tất việc cài đặt, nhấn nút mở. Giao diện của ứng dụng sẽ hiện ra, hãy chọn loại ngôn ngữ bạn muốn dùng, tiếng Việt hoặc tiếng Anh nha. Đọc kỹ điều khoản sử dụng và nhấn vào nút chấp nhận để tiếp tục. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Internet Banking của VIP thì nhấn nút có để tiếp tục và đăng nhập bằng tên cùng với mật khẩu Internet Banking mà bạn đang dùng. Nếu chẳng may quên mất tên đăng nhập, hãy kiểm tra lại thông tin trên đơn đăng ký dịch vụ hoặc đến chi nhánh ngân hàng VIP gần nhất để được hướng dẫn. Trường hợp muốn đặt lại mật khẩu, bạn chỉ cần cung cấp tên đăng nhập, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và số thẻ để được hỗ trợ nha. Đừng lo, nếu chưa có tài khoản Internet Banking, bạn hoàn toàn có thể đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin về số chứng minh nhân dân, số thẻ hoặc mã PIN thẻ ngay trên ứng dụng. Sau đó, chọn tên đăng nhập để hệ thống cung cấp tên và mật khẩu. Giờ thì chỉ cần đăng nhập và sử dụng dịch vụ thôi, nhấn bắt đầu và nhập mã PIN là hoàn tất các bước. Vậy là bạn đã cài đặt thành công và có thể trải nghiệm tất cả các tiện ích của MyVIP rồi. Đừng quên xem các video tiếp theo để được hướng dẫn sử dụng các tính năng, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn theo lô, nạp tiền điện thoại và nhiều tính năng khác nữa trên MyVIP nha. MyVIP, bảo mật, đơn giản, mọi lúc, mọi nơi. Tải ngay ứng dụng trên các hệ điều hành.